Hello và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Shell Net Action. Hôm nay thì mình đã quay trở lại với các bạn ở chương trình trao thẻ. Thì như các bạn đã biết thì mình có một cái event, một cái sự kiện bởi vì các bạn ủng hộ mình rất là nhiều nên là mình đã tổ chức một cái sự kiện ở lần trước rồi. Và hôm nay là thứ bảy thì ngày mai thôi, chủ nhật thì mình sẽ công bố cái kết quả đợt 1, ai sẽ là người trúng thưởng. Và mình sẽ gửi đến người giải nhất một cái bộ thẻ 40 con. Hôm nay thì mình nhận được khá nhiều inbox từ rất nhiều bạn. Inbox đến fanpage Shell Net Action hỏi là anh ơi, anh có thể chia sẻ một chút về cách thức làm thế nào để có được nhiều thẻ hiếm như vậy, và mua những cái bịch xúc xích ở đâu. Thực ra thì mình gặp được rất nhiều câu hỏi tương tự như của mấy bạn đó, và rất nhiều câu hỏi là mua xúc xích ở đâu. Vậy thì mình sẽ xin trả lời trước, đó là các anh em nên mua xúc xích ở những cửa hàng tạp hóa hoặc là lên fanpage của Sushi Farm để xem những nơi nào họ có bán cái xúc xích này. Và có thể là anh em đi càng xa càng tốt, ví dụ là nhà anh em ở gần, tạp hóa ở gần không có thì các bạn có thể đi tầm khoảng một chút nữa có cái tạp hóa mới thì vào đó chắc chắn sẽ có. Yên tâm là sản phẩm xúc xích vua xúc xích thì nó sẽ phân bố trên toàn hệ thống của các cửa hàng tạp hóa, thế nên là các bạn đừng có lo là không có xúc xích. Và mình xin phép trả lời cái câu hỏi thứ hai, cái câu hỏi mà làm thế nào để sưu tập được nhiều thẻ tuyệt vời như vậy, thì mình xin biệt bí như sau, đó là mình dùng đa số tiền của mình để mua xúc xích lắc và xúc xích chấm, cái ly xúc xích chấm và xúc xích lắc, là vì bởi vì thứ nhất đó là số tiền mình phải bỏ ra khi mua xúc xích lắc, xúc xích chấm nó rất là rẻ, có 10.000 một ly, mà cái tỷ lệ ra thẻ hiếm nó cũng khá là cao. Những cái con thẻ tuyệt vời như chiến binh siêu cấp và chiến binh huyền thoại nó vẫn ra được những thẻ cực kỳ tuyệt vời, và mình đã sưu tầm bằng những thẻ đó bằng cách như vậy. Thì mình khuyên các bạn là nên mua xúc xích vị xúc xích ly vị chấm chấm và vị lắc phô mai để chúng ta có thể sở hữu những cái con thẻ tuyệt vời và đẹp như vậy. Nói chung là nó vẫn ra được chiến binh huyền thoại, nhưng mà cái tỷ lệ ra chiến binh huyền thoại nó lại ít hơn xúc xích vua một chút. Thế nên là mình muốn có nhiều huyền thoại thì mình vẫn mua xúc xích vua. Mình vẫn có những cái clip mà làm mở 5 xúc xích vua mà trúng được 3 đến 4 con huyền thoại, nên là mình rất là vui. Như anh em đã biết là mình đã trúng được cả một viên 7 sao của Vigito. Thì mình đang đợi cái xe đạp nó ship đến đây thì mình sẽ nói kỹ hơn về cái giải thưởng xe đạp ở trong clip lần sau. Còn anh em nhớ mua cái xúc xích ly để có thể sở hữu những tấm thẻ tuyệt vời mà giá lại còn vừa rẻ nữa. Và khi có càng nhiều thẻ, khi mà các anh em mua xúc xích ly nhá, ví dụ 10 ly thì các anh em có 10 thẻ thì dùng cái 10 cái mã code của 10 thẻ đó tham gia vào cái chương trình quay số may mắn, thì chúng ta có 3 lần cơ, một thẻ là 3 lần quay số may mắn, thì 10 thẻ chúng ta có 30 lần rồi, lại tăng được cái tỷ lệ mà trúng những giải thưởng như là xe đạp hay là xe trượt. Ok, đó là những cái câu hỏi mà mình muốn trả lời cho các bạn biết và giải đáp thắc mắc cho các bạn. Rồi thì ngày mai thì chúng ta sẽ công bố cái giải thưởng và xem ai là người may mắn nhá. Thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì các anh em đừng quên nhấn like, comment ngay phía dưới và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt.